Ui, ngon đấy. Ôi, chị ơi, ở đây có ai đây? Con đây này. Đi sang bên kia đi. Sang lên bờ bên kia đi. Có đấy. Ôi bên này có một cái nữa này. Đâu? Đây. Ui. Thơm lắm. Đi. Đi đi.
to ani. Thank you.
rong bị rầm đứt chân rồi. Thì cắm vào ấy. Đau quá nhỉ. Đâu đâu nó đâu rồi. Thank you.
Để chị mở cái ra. Ủa, vẫn là trong chỗ măng.
Đúng. Măng ngọt hơn. Ừ. Hôm nay nắng to nhỉ. Ừ. Nắng như hồi hôm qua nhỉ. Bít ra. Bít. Cái này chắc chồng ra bờ ao thì nhanh tốt hơn nhỉ. Bít bít. Thank you.
sợ chim nó bay đi mất. Ở đấy cũng được. Em đi lấy củi nhé. Thơm nhá, rất là thơm. Ui giời.
Được lửa. Được lửa chứ em ơi. Được rồi chị ạ. À, hay để cho cháy thành thàn đấy. Ừ. Cho cháy bớt. Sắp được thàn chưa em ơi? Sắp được rồi đấy. Có cháy mà. Em mang bàn ra à? Đặt đâu rồi? À, luôn đây. Luôn đây đây. Đấy, đặt chỗ đấy đi. Than đấy, đặt đấy, để nướng gì? Cho chị cái băng, chị nước chấm. Thơm. Ừ. Chanh thơm. Chị nghĩ lửa sắp được rồi đó. Ừ. Thôi chị ở đây trông vịt nhá. Em bảo em muối măng ớt. Thank you.
chín chưa chị? Chắc là chín rồi đấy, em xong rồi à? Xong rồi chị ạ. Thơm thế. Chưa ăn được này em ơi. Ngon đấy. Để cho chị cắt. Nóng bỏng bốc hương. Wow. Thơm thơm quá. Thơm quá. Ngon quá. Ngon thế. Thơm nhỉ. Ui. Ngon nhỉ. Bỏng lắm. Nóng lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Ừ. Được rồi. Vịt dài nhỉ? Thịt ngon nhỉ? Thịt dài á. Vịt đấy gì từ sao ấy. Mày có bắt được con gì gì? Ngon lắm. Này không biết nó bay ở đâu đến nhỉ? Ừ. Chắc đi tìm ổ để đẻ sao? Đuôi này. Ngon. Bíp bíp. 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 Bíp bíp bíp. Cay quá hay sao ấy? Cay quá hay sao nên. Ui, dài thật đấy. Bỏng quá. Nóng. Ngon nhỉ. Ngon. Thịt này ngon đấy. Ngọt nhỉ, thịt ngọt. Ừ. Em ăn con này này. Ừ. Đây, thịt này. Ăn đi, em ăn đi. Ăn nốt đi. Nó rồi. Nó quá chị, nó à. À, nó. Dậy đi.
đi 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 đây cay quá sao. Ra xem dê này chị đi. Dê đâu chị? Dê ở trong chị nuôi trong này. Dê này chị nuôi trong này. Đẹp nhé. Chưa cài bố mẹ, vẫn đang ăn bố mẹ. Em đi vào lấy hộ chị cái gì nữa đây? Em đi vào em lấy hộ chị cái búa mới ít dây nhé. Vâng. Này thang hồn nấu. Nhặt vào không hôm nào trời nó mưa ướt hết. Đinh cũng cẩn thận lắm.
Bíp bíp bíp. Bíp. Bíp bíp. Đi làm vườn không? Đi làm vườn không? Bip bip.
Thank you.
bíp bíp bíp. Ăn khoai không? Ăn. Bíp bíp bíp. Ai đấy? Ai đấy? Đi đâu đấy? Em đi đâu ấy? Chị cho em vào nữa. Đây đi vào đây. Đi đâu mà tối như thế này đi một mình sang đây đấy? Đi vào đây chị. Ô, làm sao đấy? Sao đấy? Thế là mất nữa. Bố em vừa. Rồi, đừng khóc nữa. Ui, làm sao đây? Ui, tay làm sao đây? Bố em đánh. Thế là mất nữa, bố em đánh. Bố đánh, bố đuổi em rồi. Thế đi lên ghế đi, lên ghế đi, ngồi đi, chị đi lấy ấy chứ. Chị đi lấy khăn. Đây, đừng bỏ vào đây. Thế bỏ ấy ra, bỏ túi ra xong rồi ngồi vào đây để chị đi lấy khăn. Em sợ lắm. Bố em đánh em sợ lắm. Chị cho em ở nhà mấy hôm. Không, không phải sợ. Không phải sợ. Em không dám về đâu. Ở đây với chị mấy hôm để xong thì có chuyện gì thì giải quyết xong. Đau. Đau hả? Đau lắm. Thế chỗ này đỡ đau chưa? Đỡ được. Thế đã ăn uống gì chưa? Em chưa. Đây, đi ra đây chị. Đây chị vừa ăn đi. Em xin. Ăn. Chị sống ở đây có một mình chị luôn. Bíp bíp bíp, em đi lên giường đi, em lên giường nào, bíp vào.
có chăn mua gối đấy. Em bỏ ra. Bíp 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 bíp. Lan ơi. Em bị đau chưa? Em vỡ rồi chị ạ.
Ngồi nghỉ đi, xong rồi chị đi nấu cơm. Hai chị em ăn. Để chị vào chị xem cơm cháy. Có phải làm gì không chị? Ừ, đây là chị nấu cơm với canh. Có tôm đi rồi, hay ăn cá không? Ừ, hay đi câu cá đi. Ao này nhiều cá to lắm kia, cần cái em cầm ra. Em cầm ra câu thử xem được con nào. Dài nhỉ? Thank you.
Con này to quá. Thank you.
Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, ơi. Ôi, con cá gì đây nhỉ? Cá trôi đây em ạ. Cá to nhỉ. Thôi thế nhá. Câu thế thôi nhá. Gỡ móc ra. Mình đi về đi. Chị mới câu được con cá to này đấy. Ôi, mỗi khi còn cá bé cắn luôn. Con này vẫn sống hết, chắc thả và bẻ cho nó sống luôn đấy. Chỉ thả và bẻ luôn. Nấu con này thôi. Cái này chị làm cho nó cơm.
cái lá chanh luôn em ơi. Chín rồi đấy. Nấm này ngon nhỉ?
Ở ngoài vườn có thanh long chín đấy. Em ra đấy em hái vào đây đi. Xong tí hai chị mình ăn. Có một quả to ở trên cây hồng em bắt được. Là quả này à? Ừ. Đặt mấy em rồi. Thank you.
ngon thế thằng. Chị. Ừ, em mang ra ngoài để nó đi. Có ghế nhỏ nữa đấy, ngoài cửa. Cho cái này ra mâm trước để chị lấy cá. Ừ. Liệu nó có rẫy cái ấy này luôn. Thơm thế. Mềm. Nấu lâu rồi nó mềm. Chị nghĩ là nó cũng sẽ bị gãy rồi. Ok. Không thấy được. Cá to. Ngon nhỉ. Ừ. Ngon thế. Ướt đấy. Để gói đấy, để chị bắt nồi cơm ra. Thơm nhỉ, dạ. Ừ, thơm. Bíp. Ăn đi. Ăn đi em. Vâng. Ủa, cá thơm giòn đấy. Em ăn đi. Ừ, em ăn đi. À. Chị nó ăn xong. Chị dẫn ra ngoài này xem. Vườn mẹ ao này chị. Vườn rộng, toàn cây. Nhiều cây ăn quả. Ừ. Đi.
nhiều vào. Bíp bíp, chạy đâu rồi? Cho nó cái đầu cho anh. Bíp 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 bíp. Có sương. Ăn không ăn nữa nào. Nào. Ăn trái cây chứ. Quả ngọt đấy. Hơi bé kìa, nhưng mà ngọt. Ngọt. Bíp ăn no rồi. Em ăn nữa đi. Thôi em không ăn nữa đâu, ngon lắm. Uống canh đi, ngon lắm. Em không uống nữa đâu. Uống dọn đi. Để chị bê. Để bác cho chị bê cho em bê cho chị nấu cơm. Uống xong ra đây chị dẫn ra xem vườn cái ao này chị. Ở kia có cây hoa gì kìa, nó đẹp kìa. Cây cảnh nhá. Trồng mỗi cái chung kia. Mát thế không ơi, trời mát này. Ừ. Hoa đẹp quá. Đẹp thế nhỉ. Đẹp nhỉ. Ừ, hoa đẹp thế này. Chị cũng đánh vào trồng đi. Ừ, đánh vào nhưng chị có mỗi một chậu thôi, phải kiếm thêm chậu về. Ở đây nhiều cây này. Ừ. Đánh vào trồng nhìn đẹp mà. Để chị đi vào chị lấy đi. Cứng lắm này, phải lấy cuốc. Để em làm lấy cuốc. Ừ. Chị cầm cả cái chum ra đây cho chị. Đây nó. Được rồi đấy. Được rồi đấy chị ạ, cho vào đây.
cho thêm bớt rồi. Đuổi gà đấy. Bếp. Đuổi gối đây em ơi. Đây là cái. Ừ. Được rồi đây em. Ừ.